Samuel nhì chương 16 David vừa trèo qua khỏi chót núi thì Sipa, tôi tớ của Mephibosheth đến đón vua với hai con lừa mang bành chở 200 ổ bánh 100 cái bánh nhỏ bằng trái nho 100 cái bánh nhỏ bằng trái vả và một bầu rượu nho Vua hỏi Sipa rằng Người có ý dùng điều đó làm chi? Sipa thưa rằng hai con lừa dùng làm vật cỡ cho nhà vua. Bánh và trái nho dùng làm đồ ăn cho các người trai trẻ. Còn rượu để dùng cho những kẻ mệt nhọc trong đồng vắng uống. Vua hỏi, vậy con trai của chủ ngươi đâu? Sip Ba thưa, người ở lại Jerusalem vì nói rằng, ngày nay nhà Israel sẽ trả nước của cha ta lại cho ta. Vua bèn nói cùng Sip Ba rằng, thế thì mọi vật thuộc về Mephibosheth đều nên của ngươi. Xíp ba tiếp. Này tôi phục với chân vua. Vua ôi, ước gì tôi được ơn trước mặt vua chúa tôi. Vua David vừa đến Bahurim, thấy ở đó đi ra một người về dòng dõi nhà Sauler, tên là Simei, con trai của Gera. Người vừa đi tới vừa rủa xả, ném đá vào David và các tôi tớ của vua cả dân sự và các giống sĩ đều vay phủ vua bên hữu và bên tả. Simei rủa xã David như lời này. Ở người huyết, người gian tà kia, hãy đi nè, hãy đi nè. Người đã tự làm vua thay vì sao lơ. Nên bây giờ Đức Diêu Va khiến những huyết của nhà người đổ lại trên ngươi. Ngài sẽ phó nước vào tay Absalom, con trai ngươi, và kìa, chính ngươi bị hoạn nạn bởi vì ngươi là một người huyết. Bây giờ Abishai, con trai của Zeruya, tâu với vua rằng, có sao con chó chết kia dám mắng vua chúa tôi? Hãy để tôi đi chém đầu nó. Nhưng vua đáp rằng, Hỡi các con trai Seruya, ta có căn hệ gì với các ngươi? Hãy để Shimei rủa xả. Ấy là Đức giê va đã phán cùng người rằng, Hãy rủa xả David. Vậy ai dám nói cùng người rằng Có sao ngươi làm như vậy Đoạn David nói với Abishai Và các tôi tớ mình rằng Kìa con ruột ta Là kẻ do lòng ta sanh ra Còn muốn hại mạng sống ta thay Phương chi người Benjamin này Hãy để cho nó làm Để cho nó rủa xả Vì Đức Diêu Va đã phán dặn nó làm vậy có lẽ Đức giê va sẽ đói xem sự hoạn nạn ta lấy phước trả lại thế cho sự rủa xả mà ta bị ngày nay. David và các tôi tớ người cứ đi, còn Simei đi theo hông núi, đối ngang David. Người vừa đi vừa rủa xả David, ném đá người và hất bụi lên. Như vậy, vua và cả dân chúng theo vua đều mệt nhập, đi đến một nơi và nghỉ khỏe tại đó. Absalom và hết thảy người Israel đều đã vào Jerusalem rồi và Ahitophel theo người. Khi Husai người Akit, bạn hữu của David đến bên Absalom thì nói rằng: "Vua vạn tuế, vua vạn tuế." Absalom nói với Husai rằng: "Ấy có phải là sự nhân từ mà người dùng đãi bạn ngươi ư? Sao ngươi không đi theo bạn ngươi?" Husai đáp cùng Absalom rằng, Không, tôi sẽ thuộc về ai là người được Đức giê va lựa chọn, được dân sự này và cả dân Israel lựa chọn. Tôi sẽ ở cùng người đó. Và lại, ai là người tôi sẽ phục sự? Há chẳng phải con trai của vua ư? Tôi sẽ làm tôi tớ ông như đã làm tôi tớ của thân phụ ông vậy. Absalom bèn nói cùng Ahitophel rằng, Hai người hãy mưu cùng nhau đặng định điều chúng ta phải làm. Ahitophe đáp cùng Absalom rằng, hãy đi đến cùng các cung phi của thân phụ ông đã để lại đặng giữ đền. Khi cả Israel hay rằng ông đã sỉ nhục thân phụ ông như vậy, thì hết thảy những người ở cùng ông lại sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vậy người ta che cho Absalom một cái trại ở trên sân nắp đền. Rồi trước mặt cả Israel, Absalom đi đến cùng các cung phi của cha mình. Và trong lúc đó, người ta coi mưu của Ahitophe như là phán của chính Đức Chúa Trời. Giá trị các mưu của Ahitophe, hoặc đối cùng David, hoặc đối cùng Absalom đều là như vậy.